Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Hiền Discovery. Hôm nay Hiền sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cái lễ cúng thanh minh cho tổ tiên của các cụ của người Mường ở xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Và sau đây Hiền sẽ đi vào giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng toàn thể mọi người xem video. Anh ơi, thế trong cái lễ thanh minh thì anh đang đan cái gì đấy ạ? Trên người Mường anh gọi là đan phố. Đan phố. Nếu mà các cụ ở dưới anh kia gọi là mâm phố. Ăn chim đấy. Gọi là mâm phố. Đấy. Khoảng bao nhiêu cái đủ anh? 50 cái. 50 cái. 50 cái phố. Thế mà sử dụng để làm gì anh? Để gọi là mâm để cúng bên âm. Cúng bên âm, các cụ bên âm. Đấy, cái này là trong người nó giải lá chuối lên mà. Giải lá chuối lên. Giải chuối lên cái mặt mâm phố cho đặt thịt đặt củ mà. Giải lá chuối xong rồi đặt thịt đặt gì? Đặt thịt cơm. Cơm con đúa tâm, đúa bằng tâm. Đó là để cúng người ta cúng. Và đây là bố thầy. Đấy, gọi là thầy Mo Mường ấy. À, đang chuẩn bị công tác cúng cho các cụ. Đấy. Đây là công tác hậu cần. Đấy. Đây là mọi người đang chuẩn bị đồ để nấu cỗ cúng ra vườn để thắp hương các cụ ngày thanh minh. Thanh minh là truyền thống của người dân Việt Nam nói chung và người Mường ở Lạc Thịnh nói riêng. Thanh minh là cúng cho tổ tiên và cũng cúng cho làm sao có một mùa vụ mới, thắng lợi mới. Thanh minh thì sẽ có mưa rào và nắng to, khí trời hết ủm thũm, mong cho một mùa màng bội thu, con cháu thì mạnh khỏe, học giỏi. Các tay cơ trong làng nấu cỗ của xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Đấy. Nữa Hiền sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn ở ra vườn, tức là ra ngoài mộ các cụ ấy, là sẽ làm lễ ở ngoài đó. Giới thiệu kỹ hơn cho các bạn cái nghi lễ mà các bạn chưa bao giờ biết. Đó là nghi lễ cúng thanh minh. Đây là các bà, các mẹ, các chị đang chuẩn bị lễ để ra vườn để cúng các cụ ở ngoài vườn. Có vẻ mang ra vườn không ạ? Mang vườn ra tổ đấy. Vâng ạ. Và nhấn mạnh với quý vị và các bạn hôm nay là thanh minh của một nhánh họ Dương ở xã Lộc Thịnh nhá, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Sao lại có con nhỏ lại con to này? Tí nữa vào quay đầu bếp con nuôi. Vâng. Gà này mới là gà ngon này. Vâng. Gà đây gọi là gà ta đấy. Vâng, còn đây là gà mua. Vâng. Vâng, cảm ơn bác nhá. Đấy, những chàng trai họ Dương. Đấy. Với thân hình rất là vạm vỡ. Dạ. Theo lời giới thiệu của chàng trai họ Dương với thân hình vạm vỡ thì Hiền Discovery quay cho các bạn đây nè. Đây, Lolotica tức là nòng nợn luộc đây, nòng nợn
lợn mường đấy. Lòng lợn mường, à, đúng rồi, lòng lợn mường. Đấy. Lòng lợn mường siêu ngon luôn. Video của Hiền đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hiền sẽ làm video ở phần 2 ra mộ các cụ sau. Mời quý vị đón xem.